anh em nhé. Hôm nay lên quả đồng số châu Âu các bạn này, trùng số Hyundai 110S luôn anh em nhé. Đây, đầu tiên các bạn chỉ việc xoáy con này ra cho mình thôi. Nói chung là lắp đặt như zin anh em nhé, không cần chế cháo. Đấy, các bạn xoáy này ra cho mình này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là nó tự tạo gen nhé, con quả đấm zin này. Đấy, sau đó thì các bạn xoáy cái này vào. Cái này thì trước khi lắp các bạn cầm dao các bạn cắt đi nhé, cắt cho nó cụt đi nhà này các bạn này. Đấy, cái cụt này sau khi lắp thì anh ấn em á, anh cần ấn mạnh vừa xoáy này. Đấy, các bạn cầm tay các bạn tí mạnh à. Đấy, vừa mạnh vừa xoáy, tự nó tạo gen. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn vừa xoáy vừa tạo gen. Khi nào xoáy căng tay mà đến đúng chiều thì thôi, thì anh em ngừng lại là nó sẽ chặt. Đấy, ok cho anh. Đấy, vừa xoáy các bạn vừa ấn xuống nhá, để nó tự tạo gen anh em nhá. Khi nào anh em cảm tưởng căng tay thì thôi. Đấy, căng tay để đúng chiều luôn. Anh cho anh căng tay để đúng chiều anh ạ. Đấy, ok cho anh. Đấy, các bạn thấy không? Căng hết chiều luôn. Đấy, các bạn bòn cái này ra cho mình nhá. Các bạn bòn cái này ra, nắp trực tiếp vào đít không rồi thôi. Đây, xa luôn cốt luôn nhá. Cái này nó vào đúng cái này luôn. Nhìn gì luôn anh em nhé, nhìn từ xa này. Đấy, đẹp luôn anh em nhé, cầm rất chắc chắn luôn. Đấy, ra vào lẩy số các kiểu luôn. Các bạn nhớ bỏ cái này ra nhá, thì nó sẽ sâu dâu gen hơn. Đấy, lắp trực tiếp đây thôi. Xong nhá, hôm nay thì có bán cho em trai rất là nhiều đồ luôn. Lắp cho em có ốp gương này, từ gần mưa này, đấy, tay gương cầu thứ. Em trai vứt đi, vứt cái này đi. Đấy, đây là ba đời sốc anh em nhá. Đây, để mình bỏ cái này ra. Đấy, ba đời sốc anh em nhá. Tầm khoảng 2-3 hôm nữa em qua lại nhé, xem ngoài kia. Cảm ơn em trai rất nhiều nhé. Đây, xe em nhìn đây.